bạn đã quay trở lại với series tư vấn du học của chúng ta. Và ngày hôm nay Giang và Tuyết sẽ cùng đưa các bạn đến châu Âu. Và châu Âu thì nói về việc du học châu Âu thì có một lời đồn là ở châu Âu có chi phí du học rất là thấp và hầu như là được miễn phí học phí. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu liệu nó có đúng như vậy không nhé. Và nếu như mà các bạn muốn được chi phí thấp như thế thì các bạn sẽ cần phải đánh đổi những gì? Vâng. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nói đến một cái lời đồn khác của châu Âu đi. Đó là nhiều bạn cho rằng tất cả các nước trong châu Âu đều sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng mà thực tế thì lại không phải như vậy. Bởi vì là trước Brexit xảy ra, tức là trước khi mà Anh quyết định rời khỏi châu Âu ấy, thì có duy nhất hai đất nước sử dụng 100% bằng tiếng Anh, đó chính là nước Anh và Ireland. Tuy nhiên sau Brexit thì sẽ chỉ có mỗi Ireland mà thôi. Và chính vì thế tất cả những quốc gia còn lại thực sự thì họ không có sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, mà họ sẽ sử dụng các ngôn ngữ khác, ví dụ như là tiếng Pháp này, tiếng Đức này, tiếng Tây Ban Nha này, vân vân. Và hầu hết các chương trình mà được miễn giảm học phí cũng như là với chi phí học thấp thì lại là thuộc các chương trình có tiếng bằng tiếng bản địa, đúng không ạ? Đúng rồi. Như là Đức, Pháp, Tây Ban Nha gì đó. Đúng rồi. Cho nên là nếu các bạn đang tìm kiếm về những chương trình rẻ như vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng về ngôn ngữ tại các quốc gia này. Chính xác. Lấy ví dụ cụ thể như là ở Phần Lan chẳng hạn, để các bạn được miễn học phí thì các bạn bắt buộc sẽ cần phải học chương trình 100% bằng tiếng Phần Lan, hoặc là Đức thì các bạn cũng cần học các chương trình bằng tiếng Đức, hoặc là nếu như đi du học Pháp, các bạn muốn được những học phí rất thấp, kiểu giống như là kiểu vài trăm euro ấy, thì bắt buộc các bạn cũng sẽ phải học bằng chương trình bằng tiếng Pháp. Thế còn câu hỏi được đặt ra là đối với những chương trình bằng tiếng Anh thì sao? Thì vẫn có các chương trình bằng tiếng Anh, tuy nhiên thì nó không thực sự là đa dạng và có nhiều lựa chọn như chúng ta vẫn tưởng. Đầu tiên phải nói đến là điều kiện đầu vào thì chắc chắn sẽ cao hơn so với những chương trình khác, và một số trường sẽ yêu cầu SAT, tức là SAT, đúng không chị? Đúng rồi. Ngoài ra nữa, đó là cái số lượng để người ta nhận những cái bạn học những chương trình tiếng Anh như thế á, một số trường thì nó sẽ khá là hạn chế và sẽ cần phải trải qua những cái giai đoạn tuyển chọn rất là gắt gao. Học phí thì nếu may mắn thì có thể là các bạn được học bổng, còn nếu không thì các bạn sẽ phải sẵn sàng trả cái mức học phí gấp 2 và đôi khi là gấp tận 4 lần so với một cái chương trình bình thường. Mà nếu như mà học phí như thế thì nếu như mà chúng ta tính tổng quan cả chi phí sinh hoạt lẫn chi phí học phí thì đôi khi lại bằng luôn một chương trình học bên Anh hoặc là bên Úc hết rồi. Vậy ngoài ra thì một điều hạn chế khác đấy chính là hạn chế các ngành học đào tạo bằng tiếng Anh nữa. Tại vì chủ yếu các chương trình học ở đây thì sẽ đào tạo bằng ngôn ngữ của các nước tại đây, đúng không ạ? Đúng rồi. Cho nên là các bạn cũng khó khăn cho việc lựa chọn cái ngành yêu thích cũng như là theo học tại các đất nước này. Và đôi khi là bởi vì môi trường của họ không phải là 100% bằng tiếng Anh, tức là tiếng Anh sẽ được sử dụng phần lớn trong chính cái môi trường học mà thôi. Có khi mà các bạn đi ra bên ngoài, ví dụ như là ở Đức hoặc là ở Pháp hoặc là ở Ý chẳng hạn, thì chắc chắn là mình sẽ cần phải sử dụng và biết đến cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của họ. Thì điều này sẽ tạo rất là nhiều cái khó khăn cho chính các bạn du học sinh của chúng ta. Đó là khó khăn cho việc làm thêm, khó khăn trong việc hòa nhập với cái cuộc sống đối với người bản xứ. Và đặc biệt hơn đó là nếu như chúng ta mà muốn đi du học để nâng cao khả năng ngôn ngữ ấy, thì nó lại khá là một rào cản với các bạn, vì tiếng Anh chúng ta sẽ không được sử dụng quá nhiều ngoại trừ bên trong trường học. Và bên cạnh đó thì một số nước ở châu Âu cũng rất là hạn chế về cơ hội làm thêm của các bạn, về số lượng giờ đi làm thêm mỗi tuần này. Giống như một số nước thì chỉ có 10 giờ mỗi tuần thôi. Thì tính ra thì nếu như mà mình không được làm thêm khi mà đi du học thì chi phí của mình cũng không tiết kiệm được là bao. Đúng rồi. Hay nói khác là chúng ta sẽ cần phải hết sức là cân nhắc, bởi vì không phải tất cả các nước ở châu Âu đều có chi phí rẻ, không phải tất cả các nước châu Âu đều được miễn học phí, và không phải là cứ thi được IELTS 7-8.0 là chúng ta lại được miễn học phí, bởi vì đôi khi là chúng ta lại còn phải đánh đổi cả thời gian để học cả tiếng ngôn ngữ bản địa nữa. Thế nên là nếu như các bạn đang muốn tìm hiểu về các nước du học, các nước châu Âu hoặc là các cái điều kiện đầu vào thì các bạn có thể inbox fanpage của mình để bọn mình có thể hỗ trợ các bạn và tìm được chương trình phù hợp nhất nhé. Còn Giang và Tuyết sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Bye bye.